lại các bạn coi trái dưa hấu này bự chà bá luôn. Nhưng mà cái này thì nhìn rất là cứng luôn, cái vỏ của nó. Thì bữa nay Mary sẽ làm thử thách ăn dưa hấu nha. Ba mẹ con á, có hai con mắm nữa. Bây giờ Mary sẽ sắc trước, xong Mary sẽ để lên dĩa bên ngay đây. Mary có để hai cái dĩa nè. Mary hy vọng là nó sẽ ngọt. Mary không biết lựa đâu, nhưng mà theo Mary đó là Mary mua mấy lần đó là ở Costco là rất là ngon, còn cái này là không phải ở Costco. Mary hy vọng là nó sẽ không có hột. Mary cắt nó. Đây có thà mì này. Các bạn, cái này là một trái đây, hai dĩa. Thì Mary với thà mì sẽ thử thách ăn cái này á, rồi ăn được một trái là giỏi lắm luôn. Thà mì ăn nhiều ha, nhưng mà cái này có hột các bạn. Bên này là nửa trái, bên này là nửa trái. Để Mary cho các bạn xem nè. Yes. Mẹ nhớ là đâu chút ha. Mẹ nhớ làm hamburger cho nghiệm cho. Ok, bắt đầu nhá. Các bạn ăn hết này được không? Ok, mời các bạn nhá. Không, nhưng mà trước tiên là Mary sẽ báo cho các bạn biết. Hôm bữa Mary nói tin mừng á, thật ra nó không phải là mừng cho các bạn, là mừng cho Mary thôi. Đó là Mary đã nhập được quốc tịch Canada các bạn. Thì Mary mới vừa đi thi cái trước cái bữa mà Mary làm video nói với các bạn đó, thì bây giờ Mary đã đậu rồi và trở thành người Canada rồi. Đó, cái đó là tin mừng của Mary đó. Thật sự Mary rất là mừng luôn. Nhưng mà thật sự cái này Mary không có định là ăn mừng rồi nói cho các bạn biết đâu. Mary quyết định là sẽ ăn mừng, ăn cái gì đó cho cái đó, cái tin mừng đó. Thì các bạn góp ý cho Mary coi ăn cái gì nhé, hoặc các bạn muốn Mary làm thử thách cũng được nhé, các bạn cứ comment ở dưới nhé. Thì bây giờ thì hai mẹ con sẽ thử thách ăn dưa hấu này là nguyên trái luôn đó. Mời các bạn nhé. Rất là ngọt luôn, nhưng mà nó có hột, ăn hơi lâu xíu. Nó hơi bất tiện là có hột các bạn, nếu không có hột á ăn nhanh lắm. Nhiều hột quá. Chị nào đi lấy phone cho mẹ đi xem nè. Chút nữa mình sẽ phone lại chị Nhi. Các bạn có này lâu quá các bạn ơi. Có hột á. Nếu mà không có hột á ăn rất là nhanh luôn. Bữa nay ăn dưa hấu trừ cơm nữa. Bẻ vậy cho nó dễ. Dễ lấy hộp ra. Thì anh nào đừng có làm ồn con. Nhiều hộp quá. Thấy mày ăn nổi không? Rất là nhiều nước luôn. Chị ăn nặng không? Thành rõ lắm. I don't want to be a seat.
Nó không muốn hột đấy. Nè, nó hết hột con cầm đi. Ăn cái này đó nhiều khi no nhưng mà nó không giống như ăn cơm đâu, mỗi hồi đi washroom là hết không. Ok, ăn đi một hồi lụm đó. Khi nào mốt ăn nó không? Tôi thấy mày cỡ hột rất là lâu luôn. Cái này mất công cỡ hột các bạn. Tự thôi đó. Con ăn hết được thì ăn, còn mình còn no rồi thì thôi. Ok. Định làm mấy bữa của bạn mà chưa có làm, nó hỏi hoài. Đâu có gì đâu. That looks like pepper underneath. More please. Đâu không? Nó không muốn cái black, nó kêu black. Cái đen đen là cái hộp. I can eat yellow. It's so yummy. So it's yummy. It's rất là ngọt đó mà. Trời đang nóng ăn cái này thật sự rất là đã. Ở đây mình cũng không dám ăn bậy bạ đâu các bạn á. Tại vì các bạn cái video hôm qua mình post á, các bạn kêu ăn có chừng chết này kia đó. Mà không sao đâu, tại vì đồ ăn ở đây á không có chỗ nào mà để đi hái đâu. Toàn đi mua thôi. Mà chỗ người ta bán á, không phải muốn bán gì cũng được đâu các bạn. Người ta phải coi kỹ, xét này nọ tùm lum hết mới bán được. Thật sự mình á, mình rất là thích đi hái mà. Nhưng mà ở đây không có đâu, không có chỗ nào để mà đi hái đâu. Farm thì được, kiểu người ta làm farm á, còn để mà trong rừng mình tự đi hái không có đâu.
Không ai dám ăn hết. No hả? Oh my god. No hả? More please, more please, more please. More please, more please. More please. Rồi ngồi mình bẻ gì cho nó dễ lấy ra hột á, chứ có hột bên trong nó không chịu đâu nhỏ này. Nhỏ thế nào? I just want more. Xảo à? Anh nhớ mà, anh nhớ mà, anh nhớ mà. Anh cố mà. Sao mình ăn cũng được có mất, nhưng mà nó lấy cái khúc này nên các bạn không thấy. Mommy, I'm gonna let you win. Cause you are the fastest. Có cứ ăn đi, ăn chừng nào mà không không ăn nữa thì thôi, nó khác. Đâu cần win đâu. Nó tưởng là mình với nó thử thách ăn ăn nhanh. Nhưng mà đâu có đâu. Ăn cái này nè. Ờ một cái là xong, nó là xuống. Ăn còn. Ăn còn. Ăn thêm hổ đèn được một. Ăn chứ còn nào. Đi hết à. Còn có một mình người chiến đấu không? Rất là nhiều nước luôn. Các bạn nào mà ở đây á, các bạn muốn ăn dưa hấu đi Costco nhé. Costco là nhất luôn. Còn các bạn muốn mua trái cây hoặc là rau tươi á, là chợ Kiến Hưng. Chợ Kiến Hưng là ngay trên với lại Phin nhất. Cái trên Phin là nổi tiếng khu của người Việt Nam đó các bạn. Nếu như các bạn mà ở Canada hoặc là các bạn hay tìm hiểu á, thì các bạn sẽ biết là trên Phin là khu của người Việt. Có tìm hết ở đó người Việt Nam không thôi. Hồi trước My cũng ở cái khu đó, lúc mà My mới qua đó. Nhưng mà không phải ngay cái trên Phin, mới ở xa chút xíu, nhưng mà nói chung là cũng là một khu. Còn cái trung tâm gần như là trung tâm là trên Phin đó, kêu trên Phin.
Là đường trên với đường phân nhé. Nhưng mà đa số là đàn ông nhiều, với là người già. Người già nhiều lắm. Trong cái mall mà chỗ người ta đi shopping đó là toàn là người Việt Nam thôi, người già này nọ mua vé số hoặc là vé cào nhiều lắm. Hồi trước mới mới qua đó ở gần đó nhưng mà đâu biết cái trên phim mall đó, khu shopping đó, đâu biết là chỗ shopping đâu, ngày nào cũng đi qua đường đó mà không biết, ở mấy tháng sau mới biết đó là cái chỗ shopping đó. Đâu biết đọc đâu biết chữ gì đâu. Cứ tưởng là hãng hoặc là cái gì đó không không, tại nhìn nó kiểu nhìn ở ngoài á không có đẹp không có sang, mà Mimi thì lại cứ tưởng tượng là ở đây á chắc phải đẹp phải sang lắm, nhìn là biết liền giống kiểu gì. Nhưng mà ở đây đó cái khu đó cái mall shopping nó không có kiểu như là nhìn ở ngoài không có đẹp lắm. Hồi nãy nói chuyện tới đâu quên luôn rồi. Ừ? Mommy, Ừ. Qua đây đi. Tao quay lại rồi. Hãy xem đi. Nhìn coi trước vậy. Người đang nói cái khu trên phim. Ở đây nó có cái khu đó mà. Cũng có cái khu của Hàn Quốc nè. Khu của người Ý, khu của người Trung Quốc. Nói chung là không phải không có ai chia khu hết các bạn, nhưng mà tự nhiên người nào cũng đi sống gần gần đó, thành ra giống như là nguyên cái khu luôn. Trong cái khu Mary đang ở này là tính ra là cái khu người Việt Nam với lại Mỹ Đen nhiều các bạn. Gen Phin là nổi tiếng Mỹ Đen với lại Việt Nam đó. Cũng có khu nhà giàu này nọ lắm. Hai cái món hai đứa ngủ chung phòng anh. Thành ra bây giờ mắm nhỏ nó chuẩn bị đi học, năm nay nó đi học tháng 9 là nó đi học, mà
Nên mình đang chuẩn bị cho nó cái giường tầng á, mỗi đứa một tầng. Chứ hai đứa ngủ chung là buổi tối không có ngủ, lo nói chuyện không à. Hạnh phúc lắm. Nhưng mà được cái hai đứa này là đi ngủ không cần ru, không cần gì hết. Buổi tối mình chỉ cần kêu là tới giờ đi ngủ là hai đứa đi vô ngủ. Vậy thôi. Nếu mà để mà hai đứa thì hai đứa nói chuyện một hồi lâu mệt là cái là đi ngủ. Nhưng mà nếu mà mình kiểu như là không cho hai đứa nói chuyện á, nó sẽ ngủ sớm hơn, ngủ nhanh hơn là bình thường. Còn không là hai đứa sẽ nói chuyện trước lâu một hồi nó mới ngủ. Được cái Tammy đó, Tammy rất là thương em luôn các bạn. Thương em lắm, từ nhỏ luôn, không có ganh em đâu, ganh tị hoặc này kia đâu. Nhưng mà Mary thì lại không thích cái kiểu có nhiều người chọc chọc Tammy lúc mà còn nhỏ. Chọc nói là có em rồi, không có thương chị nữa, giống kiểu gì. Mary thật sự rất là ghét cái kiểu chơi cái kiểu đó. Tại vì làm cho nó sẽ càng ghét em nó nữa. Nên các bạn mà có hai đứa đừng có bao giờ nói cái câu đó. Cái câu mà so sánh hoặc là nói có em rồi không cần chị này kia nữa. Mình không thích. Nên mình nghĩ nếu mà mình có con trai thì chắc cũng vậy. Nên mình cảm thấy hai đứa đủ rồi, mình sẽ không có thêm đứa nữa, không có sanh nữa. Lỡ mà con trai rồi tự nhiên nhà ai cũng thương rồi sao, tự nhiên không thương hai đứa đâu, đúng không? Các bạn cũng biết mà, cái cảm giác bị so sánh giống kiểu so sánh đó. Chị em cũng vậy thôi. Nếu như các bạn so sánh kiểu như chị với em, nó sẽ càng ghét em đó các bạn, nó sẽ ghét luôn đó. Nên hả, các bạn mà có con, hai đứa con nhỏ đó, thì các bạn cũng nên kiểu như là nhờ nhờ nó giúp các bạn, nó sẽ vui lắm. Giống như Tammy đó, Mary cũng hay nhờ. Cái nào mà Mary cảm thấy nó làm được, nó sẽ cảm thấy nó giúp được mẹ với là giúp được em, nó rất là vui luôn. Giống như Mary nhờ nó lấy giấy chẳng hạn, lấy khăn hoặc là lấy tã này kia. Cái nào mà nó lấy được, nó làm được á, thì mình khen nó, Tammy giỏi lắm, Tammy giúp em này kia, giống kiểu gì. Lúc mà nó mới sanh là nó khoảng 2 tuổi, nghĩa là có em lúc 2 tuổi. Nhưng mà nó giúp Mary nhiều lắm. Nghĩa là nó có thể cái nào mà nó làm được á, tại nó cũng thích các bạn, nó cũng muốn giúp. Giống như là cho em uống sữa thì nó làm được. Nghĩa là em nằm xuống á, em ngủ, nó chỉ cần cầm cái chai sữa thôi, dịnh chai sữa thôi. Như vậy nó cũng là giúp được. Hoặc là lấy giấy này kia để mà lau miệng cho em chẳng hạn như đó. Hoặc là nhiều khi mình đi ra ngoài làm sữa, pha sữa này kia, mình biết là để baby trong kiểu như trên giường nó nằm hoặc nó ngủ không sao hết, đúng không? Nhưng mà mình cũng nói kiểu như là nói theo mẹ coi em giùm mẹ nhé, mẹ đi lấy sữa cho em này kia, nó rất là vui luôn. Nó kêu nó coi em kiểu vậy đó, nó giúp được mẹ, nó coi em cho mẹ đi làm công chuyện. Nó không có bị ganh tị đâu. So sánh nó mới bị ganh tị, còn mình nhờ nó để mà giúp em này kia đó. Nó vui lắm. Con nít này đó, mình khen cái là nó vui, thậm chí mình người lớn còn khoái khen mà. Các bạn, mình lúc nào cũng có hộp giấy hết, hộp giấy, nhưng mà có điều mình không có để trước mặt cái camera thôi. Tại các bạn kêu cứ một cái tờ giấy mà lau miệng lau mũi lau tùm lum, nhiều khi mình lau xong mình hay để ngay góc, xong hồi mình lấy cái khác các bạn cũng không biết nữa.
Xong mình sẽ chở hai đứa qua nhà chị Nhi. Nhà chị Nhi có Katie với lại Charlie á. Có hai đứa nhỏ nên cho hai đứa qua đó chơi, mấy đứa chơi chung với nhau vậy đó. Thôi các bạn, mới ăn vậy là xong rồi đó. Hết nổi rồi. Nhưng mà cái này là mới ăn, tính ra là còn mấy miếng này thôi là một nửa rồi đó, là một dĩa là một nửa, thôi mình ăn khoảng chút xíu à. Nhưng mà nói chung là hai mẹ con ăn cũng hơn một nửa xíu đó, nhưng mà ăn không hết nổi đâu. Thôi cảm ơn các bạn nhé, hẹn gặp các bạn video tới nhé, bye.